Hiện tại có những người xuất gia tự tiện đem tài vật của chùa về nhà làm của riêng, thậm chí mỗi tháng đều chuyển tiền về tư gia, tự biến của tam bảo thành tài sản riêng nhà mình. Nếu không mau sám hối sửa lỗi, tương lai ác báo họ phải thọ có thể đoán biết được. Phật nói những người thốt lời thô lỗ, ác ngôn xú ngữ, thêu dệt, ưa đâm đặt chuyện thị phi, chết rồi phải vào địa ngục thọ báo. Chúng ta thường phạm lỗi ác khẩu đâm thọc, nếu không nhanh chóng sám hối còn đợi đến bao giờ? Những câu chửi thề thô tục đầy ác ý dơ bẩn tuyệt không nên thốt ra từ miệng mình. Người mà miệng nói lời xú uế hay mắng người dễ bị bệnh miệng lưỡi lở loét, nghĩa là những chứng bệnh liên quan đến khẩu nghiệp. Những ai mắc bệnh này chữa mãi không lành có thể đến trước Phật phát nguyện: từ nay về sau con thề dứt tuyệt không ác khẩu hại người, và tụng ba bộ kinh Địa Tạng thì lành. Hàng ngày nên uống ba chén nước chú Đại Bi sẽ hồi phục rất nhanh. Nhưng từ đây về sau tuyệt đối không được mắng người, phải luôn giữ khẩu đức. Nếu phạm tội ác khẩu hay nói chữ tục tiểu sẽ bị bướu cổ bướu miệng. Chúng ta đã nghe kinh dài, hiểu cách lìa khổ được vui. Nếu không mau sửa lỗi ăn năn còn đợi khi nào? Phật nhắc nhở mỗi ngày trôi qua mạng sống tổn giảm như cá ít nước, nào có gì vui, nên phải tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. Trước đây Phật từng tiên đoán vào thời mạt pháp tà thuyết hoành hành sẽ có nhiều người xúm nhau công kích lý nhân quả Phật thuyết. Trong đây có cả những vị thuộc nội bộ Phật giáo, họ có thể là giảng sư học vấn cao nhưng lại tự ý chế đặt lý luận theo chủ kiến riêng, lập thuyết bội ngược với giáo lý Phật và còn trích dẫn kinh điển do họ khảo chứng để chỉ trích Phật giáo, và công khai tuyên bố rằng kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng và các kinh điển Tịnh Độ Mật Tông thảy đều là ngụy kinh. Khi họ lập luận tuyên bố như thế chính là tự tạo tội vào địa ngục cắt lưỡi, sẽ thọ khổ vô cùng. Sám dân, tội phước tuy khác nhau nhưng cũng phải đợi kỳ trả báo. Mong mọi người đều sáng suốt, tin và không sinh tâm nghi. Giải thích: từ vô thỉ đến nay, chúng ta ở trong tam giới, tâm tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ, hừng thịnh, khó điều phục. Thế nên, vừa ra khỏi thai trâu, bò, lừa, thì vào bụng ngựa, xuống địa ngục, chẳng biết bao nhiêu lần. Đời này không biết lỗi xưa, quên sạch những khổ đau từng chịu trong ác đạo. Phật giảng đủ loại cảnh trạng trong địa ngục ra, khiến người nghe kinh tâm tán đởm. Chẳng ai chịu nghĩ đến giây phút vong thân mình sẽ như thế nào. Phàm phu ngu si sống tại nhân gian, trong khổ cho là vui, nào chịu tin địa ngục là có thực. Mà trên đời nào có ai đi địa ngục tận mắt chứng kiến cảnh chúng sinh thọ khổ ở đó rồi về nhân gian kể cho nhau nghe đâu. Mà dù có người nói, giảng hay kể ra thì phàm phu cũng không thể tin, bởi họ nói phải tận mắt chứng kiến mới nhìn nhận đấy là có thực. Vậy có lục đạo hay không? Từ mấy ngàn năm trước, Phật Thích Ca đã tả cảnh địa ngục với đủ loại khổ hình. Rốt cuộc thì có hay không? Trước tiên, ta chẳng cần quản đến, mà hãy chú ý đến cảnh thế gian trước đã. Ai từng vào bệnh viện cũng đều biết thảm cảnh khổ đau, rên la, kêu gào. Còn trong phòng phẫu thuật, có người đang bị cắt mổ, thay đổi bộ phận nào đó. Kẻ bị axit hại khuyết tay chân, thêu rụi mặt mày. Đây chẳng phải là địa ngục nhân gian hay sao? Vào chốn này, không những bị thu phí rất cao, mà có nhiều nơi còn phải o bế, lo thủ sẵn phong bì hậu hĩnh để biếu tặng các vị chủ mổ, chủ sự, chủ hộ lý. Nếu không sẽ bị khổ nhiều vì bệnh hành, thậm chí sẽ mất mạng. Những người thọ tội này, họ hoàn toàn chẳng biết đây là quả báo do ác nghiệp sát sinh ăn thịt mà ra. Nhìn theo lý nhân quả,
thì bệnh phải mổ xẻ, tốn tiền, cũng là nghiệp. Nhưng bởi do không hiểu Phật Pháp, đến lúc ẩm thực, thân nhân lại tiếp tục đem đến nào là thịt quay, gà rán, cá hầm, vân vân để cho họ tạo nghiệp tiếp. Bởi vì do muốn dùng thay loài vật tẩm bổ xác thân mình, nên họ không biết lúc nào thân thể sẽ được an. Khi mà một dòng ác nghiệp mới tạo lại bắt đầu, rồi thì chẳng bao lâu có thể họ sẽ tiếp tục vào phòng mổ nữa để bị cắt xẻ, chẩn trị, và có thể cũng không còn cơ hội quay về nhà, bởi không ai dám bảo đảm chuyện này. Chẳng phải trước khi mổ, bác sĩ luôn buộc người nhà phải viết giấy cam kết hay sao? Do không tin nhân quả, nên họ thật đáng thương và cũng không biết làm sao để thoát khổ. Tôi dùng loài heo trong cõi súc sinh để thí dụ. Heo sống trong chuồng hiện đại quá rất ít. Đa số chúng được công dân nuôi trong chuồng thô sơ, cho ăn cám bã hư thiêu. Thậm chí, lúc heo kiếm ăn cũng vẫn ăn đồ cặn bã. Còn gì tranh ăn mà cắn xé nhau. Và trong lúc ăn uống, nó còn phát ra âm thanh ột ột, lộ vẻ say sưa ngây ngất, tâm mãn ý thỏa. Ăn no rồi thì nằm tại chỗ dơ, bài tiết trong chuồng mà ngủ say, giống như đang ở nơi sướng khoái, vô tư lự, thanh bình, an vui. Đến khi thức dậy, heo đực, heo cái còn lao vào luyến ái, bận rộn gieo giống, sinh sản, truyền tông nối dõi. Heo không biết lúc nào mình chết đi và cách chết ra sao, càng không biết chết rồi thân thể, thịt da máu huyết, nội tạng đều bị con người biến thành thức ăn ngon. Heo sống trong trại nuôi hiện đại quá, dù sinh hoạt tương đối được cải thiện, nhưng thực tế vẫn rất đáng thương, vì chỉ sống tạm trong thời gian ngắn, còn bị dưỡng nuôi bằng hóa chất và kích thích tố, khiến thân chống trưởng thành, phát dục mau, chỉ trong mấy tháng là bị đưa đến lò mổ. Đối với những loài vật bị giết, chẳng phải lò mổ, và nhà bếp của người ăn mặn rất giống với cảnh địa ngục Phật vừa mô tả hay sao? Bạn đừng nghĩ đến loài vật chết rồi sẽ hết thống khổ. Phải hiểu rằng, sau khi bị giết, thần thức nó vẫn còn đeo theo thi thể, lưu luyến hình hài, bởi nó cũng chấp. Đây chính là thân nó mà. Vì vậy, khi chúng ta đem xác nó cắt, xẻ, băm, chặt, nghĩa là nó nếm mùi vào núi đao xong thì phải vào chảo dầu, đau đớn tột cùng. Lúc ấy nó cắn răng ôm căm hờn, nhưng lại vô năng bất lực, không thể phản kháng. Xét ra mức độ thống khổ của thần thức nó phải chịu còn mãnh liệt hơn cơn đau thân xác rất nhiều. Kho thịt nướng cá cho thỏa thèm, nào biết vật chết không cam tâm. Hồn sẽ gá vào trên thân bạn, sớm muộn gì cũng đòi nợ thôi. Ngày 17 tháng 4 năm 2007, Thời báo Sinh mệnh nổi tiếng trong nước đã đăng hàng tiết phong trào ăn chay hưng khởi toàn cầu. Do các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng thuộc Đại học Mỹ Quốc biên giải như sau. Nếu lấy loài vật làm thức ăn, sẽ phát sinh các bệnh mãn tính như béo phì, tim, ung bướu, vân vân. Còn ăn thực vật thì sẽ rất mạnh khỏe, còn có được khả năng đề kháng, ngăn ngừa và khống chế bệnh tật. Suy ra, ăn chay chính là ẩm thực lựa chọn đúng đắn nhất của nhân loại. Hãy quan sát các loài bò, dê, chim. Chúng dùng thức ăn là thảo mộc. Nói theo quan niệm dinh dưỡng của con người thì quá đơn giản và thiếu chất bổ. Thế nhưng, chúng vẫn có thể lớn mạnh, cường tráng. Trừ gặp phải ôn dịch hay bị người giết ra, hầu như chúng không có bệnh gì. Mấy năm trước, các báo đăng bò Anh Quốc bị điên, chẳng phải nguyên nhân là do thức chăn nuôi chúng bị trộn bột thịt nên mới dẫn đến thảm cảnh này hay sao? Lại nữa, con người và bò, dê, ngựa, vân vân, răng đều bằng so với loài ăn thịt như hổ, báo, sói lang hoàn toàn khác. Hai từ thức ăn
chữ Hán đều có bộ thảo trên đầu, là biểu trưng cho thực vật. Người ta ưa nên mới xếp chúng vào hàng thức ăn, nhưng chúng ta lại cho thảo mộc là không đủ dinh dưỡng, vậy mà chúng có thể nuôi trâu, bò, ngựa, vân vân, sống mạnh khỏe. Con người chúng ta tự hào là thông minh, sao không thử động não, ngẫm suy vấn đề này? Hãy nghĩ xem, trong y viện, những người vào đó bị phẫu thuật, có bao nhiêu người ăn chay? Có phải do số người này vì ăn chay mà bị bệnh chăng? Tại sao người ăn thịt xem như có đầy đủ dinh dưỡng lại thường bị bệnh nặng? Nhìn xem, loài heo sống trong hoàn cảnh tệ lậu, ăn toàn đồ dơ cặn bã, chúng không cho là khổ mà còn yêu đời hoan hỷ. Số phận chúng bao giờ chết tùy thuộc vào quyết định của chủ nhân. Còn chúng ta ăn thịt không phải là dùng thi thể động vật tanh hôi hay sao? Ta ướp vào đó các chất gia vị để che lấp mùi tanh thúi, hồng biến thi thể thành mỹ vị. Người chết rồi, thân xác gọi là thi thể. Thế, bò, dê, heo, chó, gà, vịt, vân vân. Chết rồi, không phải cũng là thi thể hay sao? Thịt chúng và thịt người có gì khác nhau? Đều là thịt thay chết. Lẽ nào không phải như thế? Bởi thân con người cũng giống như vật, đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, đều có ngũ tạng, lục phủ, đều có nỗi niềm tham sống sợ chết hệt nhau. Chỉ vì thọ quả báo bất đồng nên hình thể, ngôn ngữ khác nhau thôi. Nhưng nếu khuyên người hãy dứt sát sanh ăn chay, quả thật khó như lên trời. Dù là người rất thông minh, cũng chẳng biết lúc nào mình sẽ chết. Thật ra con người ta thường thọ hay đoản mệnh, sống hạnh phúc hay đau khổ đều có quan hệ trực tiếp đến chuyện giết chóc, ăn thịt chúng sinh. Những người ăn thịt, hằng ngày đời sống họ như ở trong nhà lửa mà họ không biết. Bởi vì hằng ngày, khẩu phần họ toàn tăng thêm nhiều thần thức những chúng sinh bị giết ăn. Nên âm hồn chúng cứ quẩn quanh, đeo quấn lấy họ, chờ dịp báo oán. Thậm chí, chúng còn gá nhập vào trong thân thể, khiến họ thường sinh bệnh, nổi cáo, phát khùng. Họ giống như kẻ ở trong căn nhà, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng hoàn toàn chẳng biết giải thoát ra. Vậy có đáng thương, đáng lo hay không? Những lời tôi nói đây quá lạ, quá khó tin và khó tiếp thu. Nhưng tôi vẫn mong các độc giả có thể đích thân tự thực nghiệm một lần. Vì những gì Phật Thích Ca tuyên giảng, mỗi câu đều là chân lý, trong thực tế đã được biết bao người thể nghiệm. Nếu không ngại, xin bạn hãy thử bỏ mặn, ăn chay một lần xem. Chỉ ăn khoảng 15 ngày thôi, tôi chẳng dám nói một tháng, vì sợ bạn không kiên trì thực hiện nổi. Còn nữa, trong thời gian bạn ăn chay đó, hằng ngày nên ráng tụng một bộ kinh Địa Tạng, cầu cho những con vật bạn đã từng ăn, giết qua. Lúc tụng kinh, nếu tâm tán loạn thì phải kéo về ngay, lo nhiếp tâm trì tụng. Nếu làm được như thế, nhất định sẽ thấy hiệu quả. Bạn sẽ lìa khổ được vui, giống như dựng sào là thấy bóng liền, vì tất cả do tâm tạo. Nếu tâm chí thành, có lẽ vừa tụng một bộ kinh là bạn đã thấy có cảm hứng. Song nếu lúc tụng kinh bạn không thể khắc phục tâm tán loạn, thì trong nửa tháng dù không thấy có kết quả rõ ràng, nhưng bạn đã cùng Phật kết thiện duyên thâm sâu. Lâu ngày ắt bạn sẽ thể hội được điều hay và không còn bị bất kỳ tổn hại nào. Bất kể là niệm Phật hay tụng kinh, chỉ cần bạn hành trì thì công phu xem như không luống uổng, phút kia chẳng hề tiêu mất. Sám văn. Phật bảo A Nan, nếu chúng sinh nào giết cha hại mẹ, làm nhục sáu dòng bà con, người ấy sau khi mạng chung vào địa ngục vô gián chịu đủ thống khổ. Giải thích. Trong nhiều kinh Phật thuyết,
đều xếp tội giết cha mẹ là hàng đầu trong ngũ nghịch, đủ chứng minh tầm quan trọng của tính hiếu thuận. Có thể nói thế này, nếu như không hiếu thuận thường khiến cha mẹ tức giận, chưa kể đến việc ngược đãi, đánh mắng, giết hại cha mẹ, thì người này có thể gặp tai họa bất ngờ. Toi mạng ngoài ý muốn, đây chính là tai họa thiên địa sát báo. Cho nên, người muốn học Phật, trước phải học làm người. Muốn làm người, trước phải hiếu thuận cha mẹ. Kết hôn rồi thì phải hiếu thuận cha mẹ đôi bên. Không hiếu thì cho dù bạn niệm Phật có được trời trải qua tán thán, cũng khó thể xuất tam giới. Làm người phải chánh, làm con phải hiếu. Làm học sinh phải siêng năng, làm nữ hay nam đều phải đoan chính, an định. Hành được bốn điểm này, cả đời bạn sẽ tâm muốn diệt thành. Sám văn. Lại có chúng sinh phá cấm giới của Phật, phỉ báng tam bảo, ôm tà kiến, không biết nhân quả, không học trí huệ bát nhã, khinh chê mười phương Phật, trộm cắp của pháp, uổng ăn của tính thí, làm việc ô uế dâm tà bất tịnh, không hổ thẹn, quỷ nhục bà con, tạo nhiều điều ác. Người ấy khi sắp lâm chung, bị báo phong đao xẻ thân, nằm ngửa bất tỉnh như bị đánh đập. Những kẻ này đọa vào địa ngục A Tỳ 84.000 đại kiếp. Người phạm lỗi quỷ báng các kinh đại thừa, tạo đủ tội ngũ nghịch, phá hoại hiền thánh, đoạn các căn lành, sẽ phải chịu đủ hình phạt nặng nề. Giải thích: kẻ phá hoại giới luật, không tu hành tốt, uổng thọ của tín thí cúng dường. Kẻ dùng tà kiến phỉ báng chánh pháp, không hiểu nhân quả, truyền dạy sai khiến người mất đi cơ hội học kinh Phật khai mở trí tuệ. Kẻ phá hoại Phật, pháp, tăng, trộm kinh, pháp vật của Phật giáo. Kẻ tạo đủ hạnh bất tịnh ô uế, không ăn năn xấu hổ, thảy đều sẽ vào địa ngục vô gián thọ khổ. Tôi xin kể câu chuyện có thực, xảy ra vào năm 2003. Mặc dù lúc đó tại hiện trường có nhiều người chứng kiến và biết rất rõ việc này, nhưng tôi vẫn xin giấu đi tên họ, địa điểm, chỉ dùng quá danh thôi. Tôi kể câu chuyện này để mọi người cảnh giác. Nếu đã làm thầy thì không nên hướng dẫn sai. Sư Chân Huệ. Một hôm, Lưu cư sĩ gọi điện thoại tới, báo tin là tại chùa X có ni trụ trì Chân Huệ. Hiện con gái, con rể của bà đang nháo nhào tìm kiếm hòa thượng diệu pháp. Vị tăng phi phàm trong sách Báo Ứng Hiện Đời mô tả. Nhưng tìm không ra, phần ni Chân Huệ thì nhất quyết tuyệt thực, đã 3 ngày nay rồi. Lưu cư sĩ kể rõ nguồn cơn. Số là hôm nọ, ni Chân Huệ bỗng cảm thấy ngũ tạng rất khó chịu, đi bệnh viện khám cũng không tìm ra bệnh. Tình cờ lúc đó có một đệ tử đưa bà cuốn Báo Ứng Hiện Đời, nói là của một nữ cư sĩ tặng, xin mời sư xem. Sư Chân Huệ bảo: thân tôi đang bệnh đau, còn sức khỏe đâu mà đọc, thôi thì các ngươi hãy tự mình xem đi. Bà vừa dứt lời thì bỗng nghe trong bụng mình có một giọng nói nghiêm khắc vang lên bảo: ngươi không đọc được thì kêu đồ đệ đọc cho mà nghe. Ni Chân Huệ vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, vội hỏi: là ai đấy? Sao có thể ở trong bụng của tôi? Âm thanh kia nghiêm nghị bảo: không được hỏi gì khác, hãy mau kêu đệ tử đọc cho nghe đi. Thế là Ni Chân Huệ vội ra lệnh cho đệ tử đọc. Họ bắt đầu từ bài đầu tiên: nguyên nhân tôi đến với đạo. Cho tới khi đọc xong bài Nước Tràn Kim Sơn Tự và đang chuẩn bị đọc sang bài kế tiếp, thì giọng nói trong bụng Ni bỗng vang lên: yêu cầu họ đọc lại bài Nước Tràn Kim Sơn Tự lần nữa. Rồi cứ thế bắt họ phải đọc bài này tới lui ngót mấy lần.
Ni Chân Huệ hỏi: "Sao cứ bắt đọc mãi bài này?" Âm thanh ấy đáp: "Ta không những kêu ngươi đọc bài này, mà còn muốn ngươi tìm Hòa Thượng diệu pháp cho ta nữa." Ni Chân Huệ đáp: "Tôi xuất gia đã 9 năm, cũng quen rất nhiều người ở Ngũ Đài Sơn, nhưng chưa từng nghe nói là có Hòa Thượng diệu pháp ở đó." Âm thanh trong bụng lại bảo: "Nếu Ngũ Đài Sơn không có, thì sao ngươi chẳng về cố hương Thiên Tân của mình để tìm?" Thế là Ni Chân Huệ bèn về nhà nhờ con gái, nhưng con gái báo tin đã cố hết sức mà vẫn không tìm ra Hòa Thượng diệu pháp. Ngay lúc này, dị nhân trong thân bà không ngừng hành hạ, làm bụng bà phình to. Bà thầm nghĩ: "Tìm không ra Hòa Thượng diệu pháp ắt là khổ, chi bằng ta chết quách cho xong." Thế là bà bắt đầu tuyệt thực. Vợ chồng con cái thấy vậy hoảng hồn, bèn cầu cứu các cư sĩ khắp nơi, xin hãy hỗ trợ họ tìm Hòa Thượng diệu pháp giùm. Bởi vì lúc đó có rất nhiều người chẳng hay biết rằng tôi đã từng tuyên bố, chuyện là có thực, nhưng tên tạm đặt, không nên tìm tung tích Hòa Thượng diệu pháp nữa. Do vậy mà thiên hạ thường lên Ngũ Đài Sơn tìm Hòa Thượng. Nhân đó phát sinh ra tệ cảnh, một số người xuất gia tham tài và những kẻ ưa gạt lường thừa dịp mạo danh, xúm nhau xưng là Hòa Thượng diệu pháp để được tín đồ dâng cúng tiền tài. Do Ni Chân Huệ quá khổ, tôi buộc phải xuất hiện thay ngài và bảo các cư sĩ rằng: "Hòa Thượng diệu pháp trong sách chỉ là tên tạm đặt, diệu pháp là Phật pháp, vì Phật pháp chính là diệu pháp, hàm ý người tu nên tuân theo tôn chỉ Phật pháp. Mọi người phải trì giới minh lý, tự tịnh tâm ý, không nên ngoài tâm cầu pháp." Có lẽ Phật và Bồ Tát sớm đã an bài, sắp xếp cả rồi, nên con gái Ni Chân Huệ được giáo sư một đại học nọ sốt sắng giúp đỡ và hẹn là hôm sau sẽ dẫn họ đến gặp tôi. Nghe vậy, Ni Chân Huệ rất mừng. Âm thanh trong bụng bà cũng truyền lệnh: "Xin bà thỉnh gấp tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương, thay ông cúng dường ngài quả khanh giùm." Lúc đó đã 4-5 giờ chiều. Khi con trai con rể bà ra tiệm thì tiệm đã đóng cửa. Họ về nhà kể lại tình hình, thấy bụng bà lại phình trướng lên, Ni Chân Huệ vội la to: "Xin ngài đừng hành khổ tôi nữa. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ sai chúng nó đi thỉnh tượng ngay." Thế là bụng bà xẹp lại bình thường. Hôm sau, lúc 9 giờ, tôi và Lưu cư sĩ đến chỗ hẹn để gặp họ, thì thấy Sư Chân Huệ và các đệ tử tăng tục của bà đã ở đó đợi sẵn. Chào hỏi xong thì tất cả cùng ngồi xuống. Tôi mới nói với Sư Chân Huệ mấy câu thì Lưu cư sĩ bỗng thì thầm vào tai tôi: "Có thể trên thân Ni Chân Huệ là một con đại mãng xà." Bà Lưu nói đúng, vì đầu rắn đang lắc lư phát tín hiệu, hiển lộ tướng mạo rõ ràng. Tôi hỏi Ni Chân Huệ: "Bà tu pháp môn gì?" Sư đáp: "Vốn là thiền tịnh song tu. Sau đó tôi xem băng đĩa, bèn đổi sang kiểu tu, chỉ niệm một câu Phật, xem một bộ kinh thôi. Và thấy rằng khi mình niệm danh hiệu Phật chỉ có 4 chữ thì cảm giác phi thường tốt." Tôi hỏi Sư Chân Huệ: "Nếu bà nhất quyết cho rằng tu theo thuyết chỉ niệm một câu Phật, xem một bộ kinh thôi là đủ để độ người liễu sinh thoát tử, vậy thì Phật giảng nhiều kinh để làm gì? Bắt mọi người phải đọc và học bao nhiêu kinh đó, chẳng phải là làm lãng phí thời gian và cuộc sống của họ hay sao? Khác nào ngầm cho rằng Phật chẳng biết đến chuyện, chỉ xem một bộ kinh, niệm một câu Phật thôi là đủ để cứu chúng sinh thoát khổ. Thế thì người tung ra thuyết này có trí huệ cao hơn Phật ư? Còn nữa, từ Phật giáo truyền vào Trung Quốc, lịch đại cao tăng đều dạy chúng ta phải thâm nhập kinh tạng,
trí huệ như biển, đều dạy chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô có nghĩa là quy y. Vì sao lại bác bỏ loại chữ Nam Mô ra, không cần niệm nữa? Bà thân là sư phụ, lại dạy người chỉ cần niệm bốn từ A Di Đà Phật thôi. Vậy có nghĩa là những gì lịch đại tổ sư truyền dạy từ xưa đến giờ thảy đều sai cả. Xin hỏi, bà xuất gia 9 năm rồi, tại sao chỉ vì xem một đĩa giảng thì phủ nhận hết tất cả những kiến thức trí huệ chứa trong kinh Phật mà mình đã từng theo học và tiếp thu suốt 9 năm? Bà một bề tự khởi thấy biết sai lệch, khăng khăng cố chấp, rồi nhất loạt bài trừ, phủ nhận hết bao kinh điển lẫn 8 vạn 4.000 pháp môn Phật giảng cho đa số, còn gạt phăng lời sư phụ dạy mình qua một bên, khiến đệ tử lầm mê theo, từ bỏ không học kinh điển, đánh mất cơ hội khai mở trí tuệ, tu trì chân chính. Bà làm vậy mà không thấy hổ thẹn ư? Bởi vì bà thay đổi pháp tu, gieo ảnh hưởng kinh động, khiến cả đám đệ tử chuyển sang tu sai lầm hết theo bà. Do chư Phật Bồ Tát từ bi, không nỡ nhìn bao người tu lạc sai theo bà, tự hủy hoại hết bao công phu chân chánh. Vì vậy, vị gá trên thân bà chẳng phải là quỷ quái chi nhập vào đâu, mà chính là long thần hộ pháp đến giúp, bức ép bà phải tìm chúng tôi, để chúng tôi giải rõ, chỉ thẳng cho bà hiểu. Nếu như bà chịu hồi đầu, tu hành theo con đường sư phụ bà đã dạy, thì bệnh bà sẽ lành. Ni Chân Huệ nói, tôi cũng thầm biết vị gá trên thân tôi không phải là quỷ. Bà đã biết là do hộ pháp làm ra, thế sao còn tuyệt thực? Bà không đáp. Tôi hỏi, bà có chịu quay về phương pháp tu hành chân chính trước đây để tiến lên không? Bà đồng ý. Đột nhiên Ni Chân Huệ nói, vị hộ pháp trên thân tôi nói, ông ấy muốn ra đi, xin ngài sắp xếp giúp cho một chỗ. Tôi nói, hễ đến nơi nào thì chỗ đó tốt, còn hỏi tôi làm gì? Bỗng nhiên, tôi nhớ tới bức tượng Địa Tạng cao hơn 1 mét, mà họ mua biếu cho, đang để ở dưới lầu, liền bảo Mãn Xà trên thân Ni Chân Huệ rằng, tôi không đủ tư cách nhận thọ ông cúng dường, nên sẽ thay ông chuyển tôn tượng này đến cúng cho đạo tràng Trịnh Châu. Nơi ấy hiện đang thiếu tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương. Lúc này mặt Chân Huệ lộ vẻ hớn hở tươi cười, hiện sắc khinh an thư thới, đầu không còn lắc lư nữa. Trưa đó, mọi người cùng dùng cơm với nhau. Đại chúng chứng kiến cảnh vừa rồi tâm tư đều xúc động. Phật, Bồ Tát, vì cứu độ chúng sinh, vì thành tựu cho chúng sinh, nên dùng đủ phương tiện giáo hóa, giúp chúng ta không lìa chánh đạo. Ni Chân Huệ chịu hồi đầu, không những thành tựu cho mình, mà còn thành tựu cho nhiều chúng sinh. Cảm tạ chư Phật, Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Lúc cáo biệt nhau, mọi người đều pháp hỷ sung mãn. Tối đó tôi về nhà, trong lúc kể lại việc này cho gia đình nghe, tôi bỗng thấy một cảnh tượng hiện ra giống như trong phim. Không có chính điện, Phật Thích Ca đang ngồi nơi tòa sen cao nhất ở giữa. Chung quanh là 2 hàng thính chúng nghe pháp. Ở giữa 2 hàng chúng này có một lối đi. Ni Chân Huệ quỳ ở giữa, đang chắp tay. Trên đầu bà có một dần hào quang nhỏ. Tôi ý thức được là Phật đang khai thị chúng tôi. Ni Chân Huệ là vị thực tu, có công phu, song chỉ vì nhất thời mê muội mà đi sai đường. Bỗng tôi thấy Bồ Tát Quan Thế Âm lướt về hướng Phật, đối diện với Mãn Xà. Ngài vẫy tay một cái, Mãn Xà liền tiến đến trước Phật, rồi quay sang Bồ Tát Quan Thế Âm. Bỗng Mãn Xà lắc mình, làm biển cả dậy sóng phát ra âm thanh rì rào. Trong chớp mắt, sóng biển tiêu tan,
mãng xà cũng không còn, chỉ thấy Bồ Tát Quan Âm đang đứng trên một con rồng. Tôi lập tức hiểu ra, con mãng xà gá trên mình Ni Chân Huệ chính là con rồng này hóa hiện. Lúc đó lòng tôi thật hưng phấn. Chư Phật, Bồ Tát đối với khởi tâm động niệm của chúng sinh không gì mà chẳng rõ. Mỗi người tu hành học Phật chúng ta cần phải khéo léo biến người gây chướng cho mình thành Bồ Tát. Nếu biết xem tất cả đều là Bồ Tát, bản thân mới có thể thành tựu. Tất cả phiền não, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, vợ chồng, xóm làng, đồng sự, vân vân, nếu khéo chuyển thì biến thành Bồ Đề. Nên gọi phiền não tức Bồ Đề. Chẳng những lòng ta không chán ghét đối phương mà ngược lại còn sinh tâm cảm kích. Nghịch cảnh đến thì nhận, đa số thiên hạ thường lý luận: người chẳng phạm ta, ta chẳng phạm người, còn nếu phạm ta thì ta phạm lại. Nhưng giờ đây chúng ta minh lý rồi, thì dù bị người bán gây nên lỗi, ta đều nghe như uống nước cam lộ, cho tiêu dung tan nhập vào bất tư nghị. Tiêu dung nghĩa là không khởi mãi mãi sân hận, ngược lại còn sinh tâm hoan hỷ. Nếu làm được thế, thì sự việc tốt di diệu không thể nghĩ lường sẽ phát sinh ngay trên thân bạn. Chư Phật, Bồ Tát, thiên địa quỷ thần đều sẽ hộ trì, trợ giúp người chân tu thành tựu đạo nghiệp. Chư Phật, Bồ Tát lúc nào cũng dõi theo sự tiến bộ trưởng thành của chư đệ tử. Người chân chính tu hành mà khởi tâm động niệm, hễ vừa có chút sai, lập tức sẽ bị báo ứng ngay. Đây gọi là chư Phật, Bồ Tát luôn kịp thời gia hộ chỉnh sửa cho đệ tử, lúc nào cũng dẫn đường cho đệ tử. Vì vậy, khi bạn đóng cửa bị kẹt tai, ăn cơm nhai nhầm miệng, lưỡi, hoặc đang bước đột nhiên ngã nhào, hay không cẩn thận bị trẹo chân, hắt xì hơi hay cụp lưng, hoặc đi đường bị xe tông, da quẹt, thì những lúc ấy bạn phải nghĩ kỹ và kiểm xem vừa rồi mình có nói hay làm gì sai không? Thân, khẩu, ý có gì không đúng pháp chăng? Tâm có khởi tà niệm gì chăng? Đây chính là đi, đứng, nằm, ngồi đều chẳng lìa tu hành. Tu đến mức lúc nào cũng làm chủ được tâm, luôn tỉnh giác trước mỗi niệm khởi, không để chúng sai sử, dẫn dụ hành sai. Được vậy thì chỗ chỗ đều là đạo tràng. Mỗi một người tu đều có khuyết điểm, giống như bốn đệ tử của Đường Tăng, đều có thể gặp 81 nạn. Chỉ cần thời khắc nào cũng giữ chánh niệm, lấy giới làm thầy, khéo biến ma chướng thành trợ duyên giúp mình tu tiến, nhất định sẽ tăng thêm ích lợi cho bản thân, sớm thành tựu đạo nghiệp. Phật nói tất cả pháp vì độ tất cả chúng sinh, pháp vốn không phân cao thấp. Chỉ vì căn cơ chúng sinh bất đồng mà có khác biệt. Vì vậy, hễ hợp cơ ắt là diệu pháp, nên thiền, giáo, luật, mật, tịnh, môn nào cũng bình đẳng, cũng hay nhất, mọi người đều có thể tu. Chỉ cần khéo tuyển lựa pháp môn hợp với mình thì sẽ thành công. Do chúng sinh căn tính và pháp duyên có ngàn muôn sai biệt, nên không thể dùng một pháp tu làm chướng ngại các pháp khác. Nếu như vừa đi lệch khỏi con đường đạo pháp thì phải kịp thời tu chỉnh lại ngay như Ni Chân Huệ. Thế thì đối với những ngôn luận tuyên bố không đúng pháp trong đạo, ta phải ứng xử ra sao? Có một bài kệ xin chia sẻ cùng đại chúng. Mạc thế thuyết pháp, có sai có chánh, cần bỏ thì bỏ, cần dùng thì dùng, tùy duyên quá độ, sân tức mê muội. Những người không tin, phỉ báng Phật là tự tạo vô lượng lỗi. Quả báo của họ sau khi chết, nếu ta nhìn thấy được sẽ khinh tâm.
chư Phật Bồ Tát luôn đại từ đại bi, hằng quan tâm đến chúng sinh nơi ác đạo, dùng đủ phương tiện để hóa độ, bao gồm cả trách quở nghiêm khắc, mong cứu chúng sinh bị đọa lạc. Chúng ta phải biết, chư Phật Bồ Tát giáo hóa người không phải chỉ toàn dùng lời ái ngữ dịu dàng, mà đối với những chúng sinh cứng đầu ngỗ nghịch, có lúc các ngài cũng phải hiện thân kim cang, trừng mắt thịnh nộ. Những cảnh địa ngục đau khổ trong kinh mô tả có nhiều vô cùng, không thể ghi chép ra hết. Xin đại chúng hãy tìm xem trong kinh sẽ rõ. Giờ tôi xin kể tiếp một câu chuyện. Quả Tiệp. Quả Tiệp từ nhỏ tay phải mất thính lực, thời tiểu học mắc bệnh viêm cơ tim, phải nghỉ học nằm viện, sau đó còn bị bệnh gan. Năm 16 tuổi, đột nhiên đầu cháu nhức thống thiết, hôn mê suốt 5 ngày, tỉnh dậy rồi thì không biết chữ, thậm chí 1 cộng 1 là mấy cũng tính không ra. Bác sĩ phán, do ngày trước huyết quản não bất thường, não bị tẩm huyết, nên phải phẫu thuật. Tuy mổ thành công, nhưng không lâu lại bị động kinh, lúc lành lúc phát, nên chẳng thể đi học. Cha mẹ cháu vì vậy khổ tâm khôn xiết, mãi đến khi xem sách Báo Ứng Hiện Đời, rồi gặp được tôi, thì họ bắt đầu ăn chay, tụng kinh Địa Tạng. Nhờ vậy bệnh động kinh của cháu ngừng phát tác. Một năm sau, mẹ cháu gọi điện cho tôi kể. Tối qua toàn thân Quả Tiệp co rút, nhưng không còn bị nôn ói dữ dội như trước đây. Tâm trí vẫn tỉnh táo, biết một bề niệm Phật. Cha mẹ hiểu là dù có đưa cháu đến bệnh viện khám cũng vô dụng, nên họ đồng quỳ trước điện Phật nhà mình chí thành niệm Phật. Lát sau thì cháu ổn lại. Sáng ra, cháu hối thúc mẹ mình hãy mau gọi điện thoại cho tôi. Tôi bảo bà, có thể con gái bà đang nhớ nhung tơ tưởng đến một nam nhân, không tiện nói qua điện thoại. Trước tiên, bà hãy khuyên con không nên nghĩ rằng tưởng loạn. Ngày mai tôi sẽ đến nhà bà bàn chuyện. Hôm sau tôi đến gặp họ, Quả Tiệp trông có vẻ yếu. Trước tiên tôi xác nhận cháu nửa năm nay có cố gắng tụng kinh niệm Phật nhiều và đã lạy hình ngài Tuyên Hóa đủ dạng lại, đã thành đệ tử ngài. Tôi khen cháu chịu khó học tập, làm việc nhà siêng năng và cũng chỉ ra những lỗi lầm. Tôi hỏi, có phải con đang nhớ tới nam nhân? Mặt Quả Tiệp đỏ lên, khẽ gật đầu và nói, con kềm chế không được. Tôi bảo, sư phụ bảo ta nên nhắc con, tụng kinh niệm Phật là để giải nghiệp. Khi nghiệp chướng đời trước tiêu trừ, thì bệnh sẽ lành. Nếu như lòng con tâm dâm vừa sinh khởi, thì thần hộ pháp sẽ lập tức xa lìa con ngay và quan gia trái chủ sẽ thừa cơ tiếp cận, đòi nợ, hành hạ, báo oán con. Ta cũng biết, đang độ tuổi xuân mà cấm con không được nghĩ đến người khác phái, chẳng nên yêu đương thì quá khó cho con. Nhưng nếu muốn giải nghiệp, con cần phải tu và làm được những điều khó làm. Chỉ có chân thực tu hành mới được chư Phật Bồ Tát gia hộ. Lúc tâm khởi niệm sai quấy thì nên kịp thời điều phục thì không sao cả. Đợi đến khi con 25-26 tuổi, tốt nghiệp sẽ tiêu trừ, khi đó tự con cũng có thể nhận ra. Lúc ấy, nếu con còn muốn kết hôn, nhất định sẽ gặp người có thiện duyên với mình. Tháng 4 năm 2006, tôi lại nhận điện thoại, mẹ Quả Tiệp gọi tới, nói có tổng giám đốc của một công ty lớn nọ là bạn thân của họ, đang mở tiệm chơi bowling. Biết con gái bà đang rảnh nên muốn giúp đỡ họ bằng cách để dành cho nó một chân làm việc ở quầy thu ngân và hỏi Quả Tiệp có chịu đi làm hay không. Bà hỏi ý tôi phải làm sao? Tôi không trả lời. Quả tình có thầm lo. Nếu Quả Tiệp đi làm, e là trong môi trường tiếp xúc có nhiều nam giới, nó khó mà khống chế được tình cảm yếu đuối của mình. Do vậy tôi đề nghị để tự nó quyết định. Tất nhiên Quả Tiệp chọn đi làm.
Một ngày mùa thu tháng 8, mẹ Quả Tiệp lại gọi điện tới, kể: "Tối qua con tôi phát bệnh, sức khỏe rất xấu, hiện giờ không ngóc dậy nổi, nó cứ thúc tôi phải gọi điện cho ngài." Ngay lúc ấy tôi nhận ra, tâm Quả Tiệp đang tơ tưởng đến nam nhân, nên liền tra gạn, thì quả nhiên đúng thế. Mẹ nó nói, gần đây cháu về nhà, ngó bộ tinh thần bất định, nghe nó kể có một nam sinh thường nhắn tin cho nó. Do cảm thông Quả Tiệp từ nhỏ đến giờ luôn bị bệnh hành, tôi bảo mẹ con họ hãy đến chỗ tôi. Sau đó tôi kể câu chuyện tiền thân của Quả Tiệp cho bọn họ nghe. Vào thời quá khứ, có một đôi vợ chồng gia đình giàu có nhưng không con. Thế là họ đi chùa, đến chỗ Bồ Tát Quan Thế Âm cầu con. Không lâu thì bà vợ mang thai, sinh ra một bé trai khôi ngô tuấn tú, tạm gọi là Bảo. Cả nhà cưng như châu ngọc. Bảo tính thông minh, nhưng do được nuông chiều quá mức nên càng lớn càng kiêu ngạo, chẳng nể nang ai, muốn làm gì làm đó, làm toàn theo ý mình. Lúc này cha mẹ muốn quản giáo cũng đã muộn, chỉ biết tiếc hận mà thôi. Sau đó thân phụ chàng tạ thế, mẹ vẫn cưng chiều. Bảo ngày càng phát thói tệ xấu, không làm việc, thường kết bè cùng bạn ác, lêu lỏng đàn điếm ăn chơi, qua lại chúng thanh lâu nhậu nhẹt mua vui. Sau đó trong nước xảy ra chiến tranh, Bảo cũng tùng quân đánh giặc, giết người không ít. Tàn cuộc chàng hồi hương, cưới vợ sinh con, vẫn không lo làm việc, chỉ biết ăn xài quan phí, tiền toàn là chia ra không thu vào, nên dần cạn kiệt. Vợ Bảo khuyên can, chàng cũng không thèm nghe, còn nổi tịnh nộ ra tay đánh đấm, tát mặt đá vợ, khiến nàng bị trọng thương, hôn mê cả một ngày một đêm mới tỉnh. Kết quả, tay phải nàng bị điếc, toàn thân bầm dập, mang nhiều vết thương trong lẫn ngoài. Hơn nữa đầu còn bị đau nhức không ngừng, có chữa trị mấy cũng không hết, và nàng lìa đời. Gia đình nhà vợ tức giận kiện thư lên quan, Bảo bị bắt thẩm tra, mẹ chàng phải bán hết gia sản mới cứu được con trai toàn mạng. Bảo bị kết án, sung quân lưu đày. Đến lúc chàng trở về nhà thì mẹ đã mất, chỉ còn căn nhà trống, chàng phải bán nhà để sống qua ngày, nhưng vẫn quen thói bê tha truy tìm quan lạc. Cuối cùng cũng đến một ngày, tiền của hết sạch, Bảo phải lang thang ăn mày, biến thành kẻ trộm cắp chôm chĩa, thường bị người dây đánh. Đến một ngày nọ, chàng té nằm trên đất, toàn thân co giật, miệng trào đờm, người chung quanh nhìn thấy cũng không ai thèm giúp. Sau đó tuy Bảo chẳng chết, nhưng sống bần khốn suy sụp, luôn bị người phỉ nhổ. Lần nọ, trong lúc đang phát bệnh co giật, thì bỗng có một chiếc xe ngựa đi ngang qua và dừng lại. Thấy nha đầu dìu đỡ một phu nhân quyền quý trên xe bước xuống, bà tiến đến gần chàng, khom lưng nhìn, rồi đưa tay bấm vào mấy quyệt đạo trên thân Bảo. Chàng lập tức hết co giật. Bà bèn lệnh cho phu xe mua nước rửa mặt cho chàng và ban tặng thức ăn. Chàng nhờ vậy hồi sinh. Lúc này phu nhân cảnh báo, nhắc nhở với mọi người rằng sở dĩ Bảo sa cơ đến bước đường cùng này là do tội ngỗ nghịch bất hiếu, tạo lắm điều ác mà ra. Bà khuyên dân làng nên lấy chàng làm gương, sống phải biết hiếu thuận cha mẹ, cư xử tốt với người phối ngẫu, phải làm tròn bổn phận, thiên chức của mình trong gia đình. Nên đoạn ác tu thiện mới mong phúc đến bệnh tiêu. Khuyên nhắc xong, bà hỏi chàng, nếu chịu cải tà quy chính thì sẽ giúp đưa đến chùa cạo tóc tu hành, không còn phải lo chuyện ăn mặc. Bảo nghe nói vậy rất hoan hỷ, bèn lại tạ rồi lên xe cùng đi. Chàng xuất gia xong, chọn ngày tụng kinh bái Phật, nhưng tâm dâm chưa đoạn nên đã phá giới, phạm dâm lem nhem. Vì vậy sau khi chết rồi thì vào địa ngục thọ tội, mãn kiếp thì đầu thai vào cõi súc sinh. Tôi kết luận, đó là chuyện tiền kiếp của Quả Tiệp